Đơn này đơn trả hàng, khách báo là hàng lỗi không hoạt động, mã là NPI3 cuối đây. Cái này nó bọc thêm một cái túi ni lông ở bên ngoài thì mình sẽ bắt vào kiểm tra nhé. Lúc gửi đi thì bên mình chỉ có một cái hộp, nhưng mà khách cẩn thận, khách có gửi thêm một cái bọc thêm một cái lông. À, khách trả về có đủ cả nguồn này. Đây bên mình cắm lên điện rồi nhé. Rồi bên mình cắm thêm một cái sợi dây để kiểm tra mạng nhé. Đây là Mercury. Chờ một lúc nó đang khởi động chưa hiện lên này. Đây các bạn có sẵn. Nó ở gần thường là nó sẽ cột sóng nó sẽ căng nét thôi. Chưa có. Đây rồi. Đây, bộ Mercury. Bên mình sẽ thử test nhé. Báo đã kết nối này. Bên mình sẽ về vào YouTube nhé. Quay lại, bách đã, bách đã, bách đã. Rồi, sang bên thế. Đấy. Bất kỳ đi, Vào bất mạng kỳ. bình thường nhé. Ok nhé. Vào bình thường. Phút xuống, mình chữ Mercury này được. Sư phút xuống đó. Thế. Đấy, Mercury này vẫn đang kết nối này. Rồi, Rồi, tắt đi. ok.